Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Xe Cũ Sài Gòn nha. Mình là Lê Trương. Chúc các bạn có một ngày thật là vui nha. Trước mắt các bạn đây là chiếc Kia K3 bản 2 chấm, số tự động 2016, màu trắng biển Sài Gòn. K3 2 chấm là bản cao nhất của K3 nha các bạn. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Kia Hàn Quốc. Xe này mạnh lắm á, xe này máy tới 150 mấy mã. Xe ga nhạy lắm các bạn. Đó, mình cho các bạn xem tổng thể chiếc xe chút xíu ha, đi một vòng quanh cho các bạn xem. Xe này biển Sài Gòn nha các bạn, anh em Sài Gòn mua không tốn 20 triệu tiền biển. Hà Nội cũng vậy nha. Xe màu trắng, chủ xe người ta sơn cái mâm màu đen, nhìn cái xe nó rất là mạnh mẽ, rất là cứng cáp luôn các bạn. Đây bản 2 chấm nè, bản 2 chấm thì nó có cái logo ở đây nữa ha. Cảm biến trước sau luôn nha, 4 mắt cảm biến trước, 4 mắt cảm biến sau. Đó, đèn thì đèn LED. Đèn LED rất dài luôn các bạn, rộng nguyên một vòng luôn. Đó. Đèn thì phía sau thì có những cái đèn tầng nè. Đèn dạng như dạng 3D rất là đẹp. Để xíu mình mở cho bạn xem. Tại vì ở chỗ mình hay quay ở ngoài, bữa nay nó mưa. Trời ở ngoài nó đang mưa nên mình chạy vào đây mình quay cho các bạn xem. Nên nó cũng hơi tối chút xíu, các bạn thông cảm nha. Nhưng mà cũng không đến nỗi tối đâu ha. Rồi mình mở cốp cho các bạn xem nè. Nè cảm biến nè, camera da nè, cảm biến da nè. Đây K3 nè các bạn. Thanh mạ rôm nè, sáng bóng. Xe này ok lắm á. Xe này chạy khỏe lắm. Đó. Xe này phân khúc C nha các bạn. Phân khúc C cùng phân khúc với Elantra Altis Civic 4 Focus đó. Sạch sẽ, sạch bon rồi ha. Đây. Keo chỉ thì còn nguyên xe hết. Đây. Xe màu trắng nhìn nó rất là trẻ trung, sạch sẽ. Xe đi xe màu trắng thì cơ bản các bạn cũng phải giữ. Mà nói chung đi ô tô thì phải giữ thôi. Phải giữ nó sạch sẽ nó mới sạch, nó mới đẹp được. Đó. Vỏ xe sơn màu đen nhìn nó cứng cáp quá ta. Màu đen là đen nhám đó các bạn, nhìn nó thể thao lắm. Nhìn cái xe nó tăng cái tính thể thao. Vỏ Goodyear luôn. Vỏ Goodyear là vỏ đặc trưng của K3 với lại Kia luôn. Kia Morning cũng đi hay đi vỏ này nè. Đó, mâm là mâm 17 inch nha các bạn. Vỏ là 2 15 45 rồi 17. Bốn phanh đĩa ha. Phanh ABS, phân bố là phanh điện tử. Xe này có hỗ trợ phanh khẩn cấp luôn nha các bạn. Có hỗ trợ đổ đều, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc luôn á. Dễ sợ chưa? Đó, tay nắm cửa nè. Thiết kế có những cái đường nét mà mạc rôm nhìn rất là sáng xe ha. Đây. Rất là sáng xe luôn. Đó, nhìn ở đây lên ánh đèn nữa, các bạn thấy đèn đẹp không? Đó, nhìn cái xe nó còn đẹp hơn nữa ha. Đó, xe màu trắng, nội thất là một kem, tắp bi là có một kem và màu đen. Ở đây là da nha các bạn. Da đi chỉ màu này là màu bạc. Đó, màu bạc. Xe này 6 loa, hệ thống 6 loa nha. 4 cửa là 4 loa với lại 2 loa trên tắp lô nữa. Đó là 6 loa. Đó, các bạn thấy ghế, thấy dàn ghế đẹp ghê không? Một kem, ghế một kem. Xe đăng kiểm xe 5 chỗ nha các bạn. Phía sau là 3 cái tựa đầu. Có đồ để tay, để ly nếu như ngồi 2 người. Đó. Sạch sẽ, sạch bon à. Nghe chủ xe đi giữ ghê luôn á. Giữ, quá giữ. Cửa sẽ trời, các bạn thấy giọt mưa mình vừa chạy vào á. Mưa ở ngoài đang mưa. Đây có cửa gió hàng ghế thứ hai luôn nha các bạn. Có cửa gió hàng ghế thứ hai. Cái điều hòa của Kia K3 này nó có lọc ion luôn. Nó có lọc ion nên cảm giác cái không khí á trong xe nó rất là trong lành. Nó dễ chịu lắm. Đó. Xe số tự động luôn nha, có màn hình rồi đầy đủ hết. Đó. Xe mình đang ở trong phòng kính á nên mình không có tiện nổ máy. Bây giờ mình lên mình nổ cho bạn xem, không có tiện nổ nhiều quá. Mình nổ cho bạn nghe tiếng máy cơ bản như thế nào ha. Tại vì cái phòng này nó phòng kính, mình nổ là mình hít đủ luôn á. Mình hít đủ luôn cái mùi đó nên mình phải hạn chế. Đây, tay mở cửa này. Rất là thích cái điểm nhấn này, đẹp. Đây. Cửa, tay xuống cửa. Xe này ghế điện. Ghế điện 10 hướng. Nhớ hai vị trí ghế luôn nha các bạn. Đó. Xe này có chức năng nhớ hai vị trí ghế luôn nha. Mình ngồi lên á, mình đè máy thì ghế nó tự chạy tới.
Đó. Sạc bon à. Xe này các bạn mua về đổ xăng chạy thôi, không phải làm gì hết. Đây, cái điện nè. Đó. Chạy tới. Đó, xe này có cân bằng điện tử đó nha các bạn. Độ sáng đèn. Đó, có lại chỉnh số trên vô lăng luôn nè. Nó ngăn chưa? Đèn thì đèn tự động hết luôn. Wow, mình đề máy lên cho nó mát chút xíu coi. Nóng quá. Mưa mà sao nóng dễ sợ. Đây cái vô lăng nè các bạn. Các bạn thấy vô lăng nhìn trẻ trung ghê không? Vô lăng, trên vô lăng thì vô lăng này có cruise control luôn nha. Đây có chế độ lái nè. Có 3 mod lái luôn nha. Để mình cho các bạn xem nè. Đó, mod lái sport nè. Đó, mod lái comfort, mod lái normal, 3 mod lái nha các bạn. Đó, xe này chạy được 43.617 km. Đó, xe ok á, đẹp, chắc xe đẹp lắm á. Đây, lại chỉnh số trên vô lăng nè. Đó, đèn tự động luôn nha các bạn. Có đèn auto luôn, lại chỉnh số đồ. Mút mod điện thoại rảnh tay, ga tự động. Thấy vô lăng đẹp quá ha. Nhìn nó cứng cáp lắm. Điều hòa hai vùng độc lập luôn nha các bạn. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Để mình giảm gió lại, bớt gió nó ồn quá. Đó. Điều hòa tự động luôn, hai vùng độc lập. Những cái này cảm ứng nha. Đó, cảm ứng cũng tương đối lắm, nhạy. Màn hình chỉ đường rồi đầy đủ hết. Màn hình rộng lắm á. Việt Map S1. Đó, phía trên là đồng hồ nè. Đó, cấp lỗ xe này hai túi khí nha, hai túi khí hệ thống tới 6 loa. Đó. Đó, màn hình bản đồ rồi đầy đủ hết. Đang tìm vệ tinh nghe không? Đó, mở cửa sổ trời cho bạn xem. Bên này mình bấm lộn nút. Đó, ok ha. Mở cửa, đóng cửa nhanh. Đó. Ghế sạch bo các bạn, ghế căng đét luôn, không có một vết trùng luôn. Đó, hộp đựng đồ ở trong này để ly. Để ly mà nó cũng có cái viền inox, có viền mạ chrome nữa, nhìn nó sáng sủa xe thiệt. Đó, cần số nè. Thấy con số không? Đó, có cảm biến nha, hỗ trợ đậu xe. Trong này là cổng sạc đồ đầy đủ hết. Đó. Cổng sạc, sấy kính. Rồi, ok, mình ra mình bỏ khoang máy cho bạn xem nha. Xe này đâu có gì đâu bàn về chất xe ta. À đây, có cái điểm này mình rất thích nè. Các bạn thấy không, giống giả carbon rất là đẹp. Nhìn nó rất là sang trọng. Ok. Thôi, mình tắt máy nha. Tắt máy tại vì ở trong này mở nổ máy nó ồn lắm. Máy thì máy zin mà thì nó nổ êm ru rồi các bạn. Đó, các bạn nghe đóng cửa nghe chắc chắn ha. Ống cửa nghe rất là chắc, gương gặp chính điện tích hợp. Báo rẽ có đèn led nè. Các bạn thấy đèn led đẹp ghê không? Wow, mình quên mở cái đèn led lên cho các bạn xem. Cái đèn led của xe này rất là đẹp các bạn. Nó vòng từ phía mí cái mặt là la răng nè. Đó. Vòng qua túc mút bên này, vòng xuống. Rất đẹp luôn, đèn projector, đèn bi cầu. Đó, cảm biến trước là 4 mắt luôn nha. Thấy không? Cái ga lăng hình mũi hổ đặc trưng của Kia. Đó. Rồi, mình mở khoang máy cho bạn xem nha. Đây, máy xe nè các bạn. Máy xe thì hôm nay mình quay, bây giờ mình không có nổ máy nha. Tại vì mình ở trong phòng kính á. Nên mới nãy mình có nổ cho các bạn xem rồi. Đó. Máy thì động cơ hộp số đồng nguyên zin hết nha các bạn. Đó. Rồi mình đi tổng thể là một vòng để cho các bạn xem. Rồi xe này đang được chào bán với giá là 518 triệu nha các bạn. Kia 2 chấm. Kia K3 2 chấm. Rất là chất nha, xe này mạnh. Mod lái tới 3 mod lái luôn. Rất là chất. Ok. À, mình quên nói cho các bạn, xe này thì nó có bị quẹt vô đây chút xíu nè. Nhưng mà không ảnh hưởng gì tới khung gầm kết cấu gì nha các bạn. Đi đường Sài Gòn thì cái việc va quẹt chút xíu sơn lại là chuyện bình thường, không vấn đề gì hết ha. Không bị nặng nha các bạn. Vẫn còn ok hết, chạy thì không ảnh hưởng gì tới chế độ lái hết ha. Rồi, các bạn nào quan tâm xe này liên hệ cho Trương nha. Số điện thoại 0972 608010. Hoặc là đến trực tiếp địa chỉ Anycar Lương Định Của để xem và thử xe này nha. Chạy thoải mái các bạn, chạy rất là sướng, rất là chất. Anh em Sài Gòn mua cũng không tốn 20 triệu tiền biển. Bởi vì nó là biển Sài Gòn sẵn rồi nha.
Rồi, mình có thu mua xe luôn. Các bạn nào muốn bán xe thì cứ liên hệ cho mình, mình sẽ hỗ trợ cho bạn giá tốt nhất luôn. Các bạn nào muốn xem lại video á, các bạn cứ lên YouTube, các bạn gõ từ khóa là xe cũ Sài Gòn, có dấu là không dấu thì cũng được. Cái video mới nhất nó sẽ hiện đầu tiên, các bạn vào đó các bạn xem giúp mình nha. Đó, các bạn kết xe nào thì cứ vào đó kết thì alo cho mình. Đó, các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách là bấm chuông thông báo nha, để các bạn là những người đầu tiên được xem video khi mình post lên. Đó, ok, rồi cảm ơn các bạn xem video nha. Bye bye.